À, xin chào các bác nhé, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Hôm nay cuối năm rồi thì bác là có muốn thay mấy cái đồng hồ cũ của mình ấy, đó thì cứ liên hệ với em nhé. Thì đây này, trước mắt các bác là cái Seiko, em có hai cái này cùng một loại, y chang nhau luôn. Đó, nó chỉ khác nhau mỗi là màu thôi. Nó thì đường kính của nó là 32 bác nhé, giày của nó chắc là giày khoảng 6-7 phân gì đó. Nhà em có hai cái các bác nhé. Đó. Thì giá của nó là 800 ngàn một cái các bác nhé. Hai cái đường kính size 32. Ở đây bên này thì em có hai cái nữa. Đó, cái nhỏ này thì nó là 600 bác nhé, cái nhỏ cũng là size 32 luôn nhưng mà nó mỏng hơn Casio. Rồi cái trên cùng nó là 850 các bác nhá. Đồng hồ nó có quả nắc. Mà nắc nó bằng pin thôi, không phải bằng ấy đâu. Rồi xin chào các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.